Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chuyên đề các đề văn về sự lựa chọn cách sống và hướng giải ở trong phần thơ của ngữ văn lớp 11. Chúng ta sẽ giải quyết 3 đề. Đề thứ nhất, con đường sống của Phan Bội Châu qua tác phẩm Xuất Dương Lưu Biệt. Như vậy chúng ta thấy đề văn đã vừa có thể giúp học sinh phân tích được văn bản Xuất Dương Lưu Biệt, vừa giúp học sinh phát hiện và rèn một kỹ năng sống, đó là xác định con đường sống của mình, xác định được khát vọng sống trong tương lai. Loại đề văn như thế này là một dạng đề văn mang tính chất vừa phân tích tác phẩm lại có thể vừa tích hợp với kiến thức bên ngoài. Nó sẽ là một dạng đề văn phổ biến trong tương lai. Ở đây, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý để giải quyết đề văn. Đầu tiên mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu tác phẩm Xuất Dương Lưu Biệt cũng như con đường sống của Phan Bội Châu. Xuất Dương Lưu Biệt là bài thơ nói lên con đường sống của Phan Bội Châu. Tác phẩm khẳng định chí làm trai và quyết tâm làm nên sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân. Đó là sự quyết tâm và ý tưởng mới mẻ của Phan Bội Châu. Tiếp theo phần thân bài, chúng ta sẽ làm rõ được con đường sống ấy được thể hiện lần lượt qua các phần trong văn bản như thế nào. Cụ thể như sau. Làm trai phải là ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển rời. Cái chí làm trai mà nhà thơ nói đến trong bài thơ trước hết là phải là ở trên đời. Đó là một lý tưởng sống, một khát vọng lớn lao. Đấng nam nhi phải làm được những việc lớn lao, phải chủ động xoay chuyển trời đất. Nhà thơ đã chuyển chữ ta thành chữ tớ. Tớ phản ánh được sự lạc quan, trẻ trung. Hai câu thơ trên dường như có chút ngông nghênh, nhưng thực ra đã bộc lộ sâu sắc cái tôi cá nhân tích cực của tác giả. Cái tôi này không những khẳng định trách nhiệm đối với hiện tại, với vận mệnh của đất nước, mà còn khẳng định nghĩa vụ với lịch sử. Đó là tư thế của một người có chí khí. Cái chí làm trai mà Phan Bội Châu nói trong bài thơ khiến chúng ta cảm phục về những người sống có ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với cả lịch sử đất nước. Mỗi con người sống phải gắn bó với cả đất nước, dân tộc, biết sống chết cùng dân tộc. Rõ ràng tác giả tuy đang nói về mình, nhưng thực chất là tiếng nói đại diện cho cả một tầng lớp, một thế hệ và cao hơn là cả một dân tộc. Cách nhìn nhận, suy nghĩ của tác giả là hướng về tương lai phía trước, chứ không phải lối sống hoài niệm. Đây cũng chính là một điểm rất tiến bộ mà thông qua bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương, chúng ta có thể học tập và áp dụng vào trong thực tế cuộc sống của mình. Bằng thể thơ thất ngôn bát cú đường luật, với chữ Hán, với giọng thơ trang nghiêm, hào hùng, mạnh mẽ, lôi cuốn, bài thơ đã toát lên một chí khí phi thường, không cam tâm làm nô lệ, quyết tâm đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là lời nói mà đã biến thành hành động vượt biển Đông của Phan Bội Châu. Bài thơ như một khúc ca hùng tráng kêu gọi lên đường cứu nước, mang giá trị khích lệ, động viên, tuyên truyền cách mạng. Nó có giá trị đặc biệt với thế hệ thanh niên ở giai đoạn đó và đồng thời là lời nhắn nhủ với các thế hệ thanh niên ở các thế hệ sau. Xuất Dương Lưu Biệt đã vô cùng nhấn mạnh, làm trai phải là ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển rời. Phải là bậc hào kiệt trên đời này mới có phát ngôn như vậy. Nội lực mạnh mẽ phi thường, con người muốn tham gia vào sự vận động vũ trụ, há để càn khôn tự chuyển rời, vừa là một câu hỏi tu từ, vừa khẳng định, vừa muốn đối thoại với hết thảy các đấng mày râu trên đời này. Nhận thức về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, về sự tác động của con người đối với vũ trụ như vậy thật tích cực, thật cách mạng. Câu thơ làm nội lực trong mỗi con người chúng ta trỗi dậy để họ tham gia vào cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội. Sau khi bày tỏ quan điểm của mình về chí nam nhi, về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, tác giả đã nói về trách nhiệm của chính mình với thời đại của mình. Trong khoảng trăm năm cần có tớ, sau này muôn thuở há không ai. Nhận thức về sự hiện hữu của cái tôi, trách nhiệm của cái tôi đối với thời đại như vậy chẳng khác nào một ngọn lửa trong đêm đông, một cây tùng giữa băng tuyết. Không phải là cái tôi hưởng lạc mà là cái tôi hành động, cái tôi tham gia vào sự chuyển rời của càn khôn. Giữa cuộc sống tối tăm của đất nước lúc đó, có được ý thức như vậy thật cứng cỏi, đẹp vô cùng. Còn mối quan hệ giữa con người với muôn thuở thì tác giả đã đặt ra câu hỏi, sau này muôn thuở há không ai?
Hỏi nhưng thật ra là để khẳng định. Phan Bội Châu có niềm tin vào chính mình, lại càng có niềm tin vào cộng đồng, vào dân tộc. Thơ Phan Bội Châu xói vào tâm can người đọc, kích thích vào ý thức trách nhiệm của mỗi con người, dục dã con người hành động, chuyển rời tự nhiên, chuyển rời xã hội. Đấy chính là thơ của một nhà thơ cách mạng. Sang hai câu luận, ông càng giết gióng hơn về mối quan hệ giữa con người với non sông, đất nước, giữa cuộc sống thực tại với sách vở của Thánh Hiền. Non sông đã chết, sống thêm nhục, Hiền Thánh còn đâu, học cũng hoài. Phan Bội Châu sử dụng thủ pháp nhân hóa, non sông đã chết, khiến ta cảm thấy giang sơn như một sinh mệnh, thật đau lòng. Và khi non sông đã chết, chúng ta sống chỉ thêm nhục mà thôi. Nhiều nhà nho thức thời cũng đã nói lên nỗi nhục mất nước, nhưng chưa ai có nói lên một cách triệt để thống thiết như vậy. Đem sự sống chết của cá nhân gắn với sự vinh nhục của non sông đất nước thì không còn nghi ngờ gì nữa. Phan Bội Châu là nhà ái quốc vĩ đại. Sách vở của Thánh Hiền cũng chẳng rửa hết được vết nhơ nhục của kiếp nô lệ này. Hiền Thánh còn đâu, học cũng hoài. Không nên hiểu là Phan Bội Châu phủ định sách Thánh Hiền, mà nên hiểu ông đã hành cái đạo của Thánh Hiền một cách sáng suốt của nhà cách mạng. Tóm lại, từ quan niệm sống, khi non sông đã chết, chúng ta sống thêm nhục, trong hai câu luận, tác giả tự dồn mình vào một cái thế phải xuất dương cứu nước. Muốn hiểu được Phan Bội Châu mà chưa đọc được hàng ngàn trang thơ của ông thì trước hết, chúng ta chỉ cần đọc bài Xuất Dương Lưu Biệt, một bài thơ nhỏ cũng cho ta thấy được cái chí nam nhi của người anh hùng, thấy được cái chí lớn muốn rời non lấp biển, thấy được ý thức trách nhiệm của cái tôi đối với lịch sử dân tộc, thấy được quan niệm sống chết vinh nhục, thấy được hoài bão lớn lao của một nhà chí sĩ muốn cứu nước, cứu dân. Ở đây, Xuất Dương Lưu Biệt rõ ràng có một hoàn cảnh ra đời đặc biệt. Nó ra đời vào những năm đầu thế kỷ 20. Khi đó, đất nước của chúng ta đã mất chủ quyền, hoàn toàn lọt vào tay thực dân Pháp. Tiếng trống mõ Cần Vương đã tắt, báo hiệu sự bế tắc của con đường cứu nước theo tư tưởng phong kiến của các sĩ phu lãnh đạo. Phan Bội Châu lúc này mới 38 tuổi, và ông là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ cách mạng mới, quyết tâm vượt mình, bỏ qua mớ giáo lý đã quá lỗi thời của đạo Khổng để đón nhận tư tưởng tiên phong trong giai đoạn, mong tìm ra bước đi mới cho dân tộc nhằm tự giải phóng mình. Phong trào Đông Du được nhóm lên cùng với bao nhiêu hy vọng. Để từ đó, ở trong hai câu kết, tác giả đã thể hiện trọn vẹn chủ đề Xuất Dương Lưu Biệt. Muốn vượt biển Đông theo cánh gió, muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. Một hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn. Muốn vượt biển Đông theo cánh gió, không gian rộng lớn của biển Đông sánh với chí lớn của nhà cách mạng. Câu thơ dịch rất hay, xứng với tinh thần của nguyên tác. Hình tượng thơ làm hiện ra trước mắt chúng ta hàng ngàn đợt sóng sục sôi, vỗ vào bờ mà tất cả cùng bay lên. Hình tượng vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng, thể hiện được tinh thần phơi phới, nhiệt huyết thăng hoa của nhà thơ, nhà cách mạng. Từ đây, chúng ta có thể cho học sinh liên hệ với lối sống của bản thân. Chúng ta suy nghĩ gì về cuộc sống hiện tại? Và chúng ta sẽ có khát vọng, ước mơ gì để thay đổi những hiện thực này? Phần này các em có thể tự viết trong khoảng độ tầm nửa trang. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến kết bài. Kết bài chính là phần kết lại về tác phẩm, về con đường sống của Phan Bội Châu và nêu cảm nghĩ. Cụ thể, Xuất Dương Lưu Biệt là một khúc hát rục rã lên đường. Đề tài có tính chất truyền thống nhưng tư tưởng lại rất mới mẻ. Bài thơ mang âm hưởng lạc quan nên có cảm xúc thể hiện mang chiều sâu, có sức gợi cảm mạnh mẽ. Đây là tráng ca của một vị anh hùng mà suốt đời không hề biết mệt mỏi trong hành động cứu nước, thương dân. Như vậy là chúng ta đã vừa giải quyết một đề đầu tiên liên quan tới việc lựa chọn con đường sống. Chúng ta sẽ suy nghĩ xem ngoài bài thơ này còn bài thơ nào thể hiện con đường sống tiếp theo. Trong chương trình ngữ văn, chúng ta có thể lấy thêm hai bài thơ nữa.
Bài thơ thứ hai trong chương trình ngữ văn lớp 11 là bài Hầu Trời. Và bài thơ số 3 chính là bài thơ Vội Vàng. Chúng ta sẽ đến với đề số 2. Đề bài liên quan tới tác phẩm Hầu Trời. Cụ thể, nhà thơ Xuân Diệu từng nói rằng Tản Đà là thi sĩ đầu tiên mở đầu cho thơ Việt Nam hiện đại. Tản Đà là người thứ nhất đã có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng, bạo dạn, dám giữ một cái tôi. Qua bài thơ Hầu Trời, em hãy làm rõ nét độc đáo đó. Rõ ràng bài này, chúng ta phải khai thác sâu vào bài Hầu Trời để phát hiện ra con đường sống của tác giả. Đó là can đảm làm thi sĩ một cách đường hoàng, bạo dạn, dám giữ lấy một cái tôi. Vậy, chúng ta sẽ triển khai đề bài này ra sao? Sau đây là một số gợi ý. Mở bài, chúng ta sẽ nêu một số nét chính. Cụ thể, chúng ta sẽ phải giới thiệu được ý kiến đã nêu trong đề bài. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói rằng Tản Đà là thi sĩ đầu tiên mở đầu cho thơ Việt Nam hiện đại. Tản Đà là người thứ nhất đã có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng, bạo dạn, dám giữ một cái tôi. Bằng bản lĩnh của mình, Tản Đà mang đến một luồng sinh khí mới cho nền văn học. Thi sĩ trực tiếp thể hiện cái tôi bản ngã của mình một cách hết sức độc đáo và mới mẻ. Và Hầu Trời là một trong những bài thơ kết tinh những nét độc đáo đó. Tiếp theo phần thân bài, chúng ta sẽ triển khai rõ khát vọng sống, con đường sống này của Tản Đà qua toàn bộ văn bản. Cụ thể, như Hoài Thanh đã nói, Tiên Sinh là người của hai thế kỷ. Tản Đà là người đã đặt dấu gạch nối giữa văn học truyền thống và văn học hiện đại, là người dạo bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ được sắp sửa. Trích ý kiến của Hoài Thanh, Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, ông sống phóng khoáng và đã đeo túi thơ đi khắp cuộc đời mình. Là một cây bút tiêu biểu cho văn học Việt Nam giai đoạn giao thời, ông để lại khá nhiều tác phẩm cho đời, trong đó đáng kể là Hầu Trời, được trích trong tập Còn Chơi. Bài thơ đã thể hiện rõ cái tôi cá nhân của Tản Đà thông qua sự việc lên thiên đình đọc thơ. Trong sáng tác văn học, không phải ai cũng thể hiện được cái tôi của mình trên trang viết. Cái tôi phải gắn liền với cá tính sáng tạo. Điều đó đòi hỏi người viết phải thể hiện được cái riêng có giá trị thẩm mỹ cao, có khả năng đóng góp tích cực cho nền văn học chung. Tản Đà, một cái tên mà khi nhắc đến, chúng ta nghĩ tới sự xê dịch, ngông và đa tình. Ba yếu tố đủ làm nên một cái tôi riêng trong làng thơ Việt Nam. Nhưng có lẽ cái tôi độc đáo của nhà thơ đã thể hiện trong Hầu Trời là một cái ngông rất lạ. Ngông không phải chỉ định một cách ứng xử xã hội và nghệ thuật khác. Cái ngông ở đây được nói đến là cái ngông trên khả năng mình có, nghĩa là chỉ những người có tài năng, tự tin bởi tài của mình, tự tin để khẳng định nó với đời mới có thể ngông được người đời chấp nhận. Người ngông tạo cho mình những phong cách riêng, khác người nhưng để lại những ấn tượng sâu đậm. Chân ngông thường được thể hiện bởi các nhà văn, nhà thơ có ý thức cao độ về cái tài và cái tình. Với cái tài đó, họ mang ra phục vụ cho đời, nhưng cũng là để đóng dấu hình ảnh của mình với thời gian. Họ có thể ngông bởi họ có tài, họ có cái để hãnh diện, để thách thức với cuộc đời, với người đời, và cũng là bởi trong cuộc sống, mỗi con người họ đã có một tính cách riêng rồi, có một sự phá cách không thể trộn lẫn với một người nào khác. Và cái ngông ấy trong Hầu Trời đã tạo ra cho nhà thơ một cái tôi độc đáo. Nhà thơ ý thức sâu sắc về tài năng của mình. Vì vậy, tiếng ngâm thơ vang cả sông Ngân Hà, khiến trời mất ngủ là ở chỗ ấy. Đêm qua chẳng biết có hay không, chẳng phải thảng thốt không mơ mộng. Thật hồn, thật phách, thật thân thể, thật được lên tiên sướng lạ lùng. Cái duyên được lên Hầu Trời gắn liền với câu chuyện văn thơ, gắn liền với những phút cảm hứng của nhà thơ, chuyện tưởng tượng, nhưng như thật, có lẽ cái tôi độc đáo của Tản Đà là ở chỗ vào đề tự nhiên, hấp dẫn, nhưng rất có duyên. Để thế gian thấy được tài năng của nhà thơ đã khó, vậy mà ngay đến trời còn say mê, chứ tiên yêu thích thì thật lạ lùng. Vậy mới thấy được cái ngông của nhà thơ biểu hiện mạnh mẽ qua bài Hầu Trời. Đã có dịp được lên thiên đình, vì thế Tản Đà tranh thủ quảng cáo tài năng của bản thân. Dạ bẩm lạy trời, con xin đọc,
đọc hết văn vần sang văn xuôi, hết văn thuyết lý lại văn chơi, đương cơn tác ý đọc đã thích, che trời nhấp giọng càng tốt hơi. Tác giả đọc thơ rất tự tin, khoe tài của mình, đọc cao hứng và nhập thân vào tác phẩm, qua đó bộc lộ cái tôi in đậm phong cách cá nhân, tự ý thức của chính ông. Sẵn tiện nhà thơ giới thiệu luôn những tác phẩm của mình. Bẩn bẩm con không dám man cửa trời, những áng văn con in cả rồi, hai quyển khối tình văn thuyết lý, hai khối tình con là văn chơi, thần tiền giấc mộng văn tiểu thuyết, đài hương lên sáu văn vị đời, quyển đàn bà tàu lối văn dịch, đến quyển lên tám nay là 10. Nhờ trời văn con còn bán được, chưa biết con in ra mấy mươi. Nhà thơ có vẻ rất đắc ý bởi ông ý thức được cái tài của mình, khẳng định được bản ngã phóng túng, ý thức tài năng giá trị của mình. Trước tản đà có các nhà nho tài tử cũng đã thị tài, thế nhưng chữ tài của họ khi nói tới mang một nội hàm khá rộng, họ không dám nói đến cái hay, cái tuyệt của thơ mình, mà ở đây lại còn nói trước trời nữa. Rõ ràng ý thức cá nhân của nhà thơ đã phát triển rất cao độ, chính vì vậy mà đến trời cũng phải tán thưởng. Văn dài hơi tốt gian cung mây, trời nghe trời cũng lấy làm hay, tâm như nở dạ cơ lẻ lưỡi, hằng nga chức nữ trau đôi mày. Và đọc xong tất cả mọi người cùng vỗ tay, trời phê cho văn thật tuyệt, văn trần được thế chắc có ít. Chính vì tình yêu văn chương, ông mới tự tin sáng tác, truyền tải những tư tưởng tình cảm vào trang thơ. Dường như với ông, hầu trời là khoảnh khắc đẹp nhất, vì thế ông mới đem cái tài của mình thể hiện trước trời cũng như chư tiên. Và lúc này quan niệm mới mẻ của ông được bộc lộ. Sáng tác văn chương là một nghề, dù không biểu hiện trực tiếp nhưng đằng sau các câu chữ ta vẫn thấy một sự hình dung khác với khác trước về hoạt động tinh thần đặc biệt này. Với tản đà, văn chương là một nghề kiếm sống, có kẻ bán, kẻ mua, có thị trường tiêu thụ, và bản thân thị trường cũng rất phức tạp, không dễ chiều. Đặc biệt hơn, dường như nhà thơ đã ý thức được sự cần thiết phải chuyên tâm với nghề văn, phải có vốn để theo đuổi nó. Nhờ trời văn con còn bán được, vốn liếng còn một bụng văn đó, thật ngang tàn. Qua bài Hầu Trời, chúng ta thấy không dừng lại đó, tản đà còn vạch ra thực tế phũ phàng, tài năng không thống nhất với số phận, ở cuộc đời nhà thơ thiếu tri âm, tri kỷ và bất hòa với cuộc đời. Văn chương hạ giới rẻ như bèo, kiếm được đồng lãi thực rất khó, kiếm được thời ít tiêu thời nhiều, làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu. Vì thế ông khát khao lên trời đọc thơ và tìm được người tri âm. Chỉ có trời và chư tiên mới hiểu được cái hay cái đẹp trong thơ ông. Và lời trời khen hắn là sự thẩm định có sức nặng nhất, không thể bác bỏ, nghi ngờ. Đúng là lối khẳng định rất ngông ngạo của nhà thơ. Để trời hiểu thơ, khen văn thơ tuyệt, tản đà liền đó tâu chỉnh rõ ràng thân thế của mình, phù hợp hoàn toàn với mạch truyện. Dạ bẩm lạy trời, con xin thưa, tên con khắc hiếu họ là Nguyễn, quê ở Á Châu về địa cầu, sông Đà núi Tản, nước Nam Việt. Khác người xưa, tản đà đã tách tên họ theo một kiểu công khai lý lịch rất hiện đại, lại còn nói rõ bản quán châu lục tên hành tinh. Qua đó ông đã thể hiện niềm yêu nước tha thiết, đầy tự hào về bản thân, ý thức cá nhân tự tôn dân tộc sâu sắc. Một cái tên thật chứ không phải là tên tự hay hiệu, mà được nói ra trịnh trọng đến vậy, hẳn là nhà thơ phải thấy có một giá trị không thể phủ nhận gắn liền với nó. Cũng qua câu thơ, nhà thơ ngầm giới thiệu bút hiệu của mình. Tản đà là con người khoe tài, thị tài và rất ngông, cho nên trước chi tiên không bao giờ kiềm chế mà luôn thể hiện hết tài hoa của mình. Từ đây, chúng ta cũng có thể cho học sinh liên hệ với cả lối sống của bản thân mình. Em nhận thấy mình có cá tính riêng như thế nào? Mình có giữ cá tính này không? Và từ đấy thì có thể để hướng cho học sinh tự xác định những điểm mạnh ở trong tài năng, trong lối sống của bản thân mình để phát huy và hạn chế những điểm chưa tốt. Cuối cùng chúng ta sẽ đến phần kết bài. Kết bài sẽ kết lại những nội dung chính về lối sống cá tính của tác giả, đồng thời đưa ra những nhận xét về tác phẩm Hầu Trời cũng như là đánh giá lại một lần nữa về ý kiến của Xuân Diệu. Ví dụ, kế thừa nét ngông của truyền thống
Song trong sự ngông của Tản Đà, người ta không thấy cái ngông đến mức ăn chơi hưởng lạc có phần tiêu cực. Và cũng không thấy cái ngông trong việc đi tìm một phong cách, một lối thể hiện riêng để tôn thờ cái đẹp như Nguyễn Tuân. Cái ngông của Tản Đà là một cái ngông của con người chìm đắm trong mộng, mộng về cuộc đời, mộng về sự đổi thay, say để gặp, mộng để ngông với người đời. Nhưng có thể thấy rằng họ gặp nhau ở một điểm cơ bản mà nếu như thiếu nó thì không thể ngông được. Đó là cái tài, cái tình và ý thức về cái tôi bản ngã của chính mình. Họ làm nên những phong cách nghệ thuật riêng độc đáo, những ấn tượng đặc biệt không thể nào phai trong lòng người đọc và không thể lẫn đi đâu được. Từ đấy thì chúng ta càng thấy rõ nét độc đáo trong cái tôi Tản Đà là sự dung hòa nhiều yếu tố khác nhau, tất cả tạo lên ở thi sĩ một tính cách nhà nho vừa tài tử, đa tình, ngông và xê dịch. Cái cũ và mới, xưa và nay, đan xen đưa Tản Đà trở thành con người nối kết hai thời đại thi ca, trở thành một ngôi sao sáng với vẻ đẹp rất riêng trên bầu trời văn học Việt Nam. Từ đây chúng ta cũng thấy bài Hầu Trời quả thật xứng đáng là một bài thơ thể hiện được rõ phong cách tác giả. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về phong cách của hai nhà thơ, tìm hiểu được cách sống, con đường sống của hai nhà thơ ở trong chương trình ngữ văn lớp 10 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhà thơ cuối cùng, nhà thơ trẻ tuổi nhất trong ba nhà thơ, nhưng ông lại có một phong cách riêng mà được rất nhiều thanh niên Việt Nam ưa thích. Đó chính là nhà thơ Xuân Diệu, và tác phẩm mà chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trong đề bài này chính là bài thơ Vội Vàng. Cụ thể chúng ta sẽ có đề bài như sau. Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh có nhận xét thật sáng đáng về một đặc điểm thơ của Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu là một nguồn sống dạt dào chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Điều đó có thể nhận thấy rõ trong bài Vội Vàng rút từ tập thơ thơ của Xuân Diệu. Với đề bài này, đương nhiên chúng ta sẽ làm rõ được tình yêu sống vô bờ bến của tác giả Xuân Diệu và phải giới thiệu được bài thơ Vội Vàng cũng như ý kiến ở trong đề bài. Cụ thể mở bài chúng ta có thể giới thiệu như sau. Nếu phải chọn một nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào thơ mới, mọi người sẽ không ngần ngại chọn ngay Xuân Diệu, một nhà thơ từng được phê bình là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Bàn về thơ của nhà thơ tài danh này, nhà phê bình tác giả thi nhân Việt Nam cũng đã khẳng định thơ Xuân Diệu là một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Trong những thi phẩm của Xuân Diệu, bài thơ Vội Vàng chính là một minh chứng rõ nét cho nhận xét trên. Tiếp theo đó chúng ta đến phần thân bài. Những năm 30, thơ mới ra đời thực sự đã thắng thế trên văn đàn. Thế nhưng phải chờ đến Xuân Diệu, người đọc mới biết được một nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Sự xuất hiện của ông cùng với những thiết tha dạo dực băn khoăn đã làm nên một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Trong cảm nhận của Xuân Diệu, hiện thực cuộc sống luôn tràn đầy sắc màu, âm thanh và hương vị. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Nhà thơ như muốn đoạt quyền của tạo hóa, tắt nắng buộc gió, thiết tha yêu cuộc đời. Xuân Diệu muốn giữ hương sắc còn mãi với thời gian. Những vẻ đẹp của sắc hoa, của đồng nội xanh rì, của cành lá phơ phất trong gió nhẹ chính là thiên đường trên mặt đất, là thế giới của mùa xuân và tình yêu. Của ong bướm này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh rì, này đây lá của cành tơ phơ phất, của yến anh này đây khúc tình si, và này đây ánh sáng chớp hàng mi. Bút pháp nghệ thuật đặc sắc đã làm cho cái thế giới mà Xuân Diệu gọi là sự sống mơn mởn thêm sống động biết bao.
Những liệt kê nhấn mạnh đến 5 lần chữ này đây cho thấy một cảm nhận phong phú dồi dào vô tận về vẻ đẹp thiên nhiên đất trời. Những liên từ được dùng liên tiếp trong đoạn thơ cũng như trong toàn bài. Và nơi đây ánh sáng chớp hàng mi, non nước cây và cỏ dại tạo ra một điệu nhựa nhanh, dồn dập, biểu hiện niềm vui sống không kiềm chế được. Xuân Diệu đã kể ra những vẻ đẹp của cuộc đời với một tình cảm yêu dấu tha thiết. Ngày tháng trong con mắt của thiên nhiên trở thành những tuần tháng mật, và những âm thanh của thiên nhiên được thể hiện như những khúc tình si. Vẻ đẹp của đất trời, của mùa xuân, tình yêu khiến tâm hồn thiên nhiên càng say đắm. Cảnh bình minh hiện ra thật độc đáo qua dáng vẻ người thiếu nữ với hàng mi dài, ánh sáng chớp hàng mi. Xuân Diệu đã có một sự sáng tạo mới lạ trong hình tượng thơ với cảm nhận dạng mi dài sao động ánh dương vui. Thiếu nữ chớp hàng mi tỏa ra muôn luồng ánh sáng, cũng giống như hình ảnh dạng liễu ven hồ trong đây mùa thu tới, là vẻ đẹp của thiếu nữ với mái tóc buồn buông xõa trong không khí tình ái với tuần tháng mật, khúc tình si và cả hàng mi dài của người thiếu nữ. Hình ảnh so sánh tháng riêng ngon như một cặp môi gần đã làm cho người đọc thật ấn tượng. Câu thơ thật gợi cảm, cho thấy một cái nhìn đê mê say đắm tình tứ trước vẻ đẹp của cuộc đời. Yêu tha thiết vẻ đẹp của mùa xuân đất trời, của tuổi trẻ hạnh phúc, nên ta hiểu vì sao Xuân Diệu có ý tưởng đoạt lấy sự sống như chạy đua với thời gian. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Thiên nhiên yêu cuộc đời tha thiết như vậy, nhưng bỗng nhận ra một điều nghịch lý. Dấu chấm giữa dòng thơ với một giá trị biểu cảm đặc sắc cho thấy bao sững sờ ngơ ngác của nhân vật trữ tình khi nhận ra những gì là tương phản chớ trêu giữa tôi và cuộc đời. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Tôi muốn yêu cuộc đời mãi mãi đấy, nhưng cuộc đời con người lại giới hạn, có giới hạn thật nghiệt ngã, trăm năm trong cõi người ta. Mùa xuân của đất trời thì tuần hoàn, còn mùa xuân của tuổi trẻ thì chớ trêu thay. Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi. Cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng con người tuổi trẻ thì chẳng còn mãi. Những đối nghịch ấy khiến cho thi nhân có cảm nhận về thời gian thật độc đáo. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Ý thức mạnh mẽ về bước đi gấp gáp của thời gian, Xuân Diệu càng cảm nhận rõ hơn về sự chia phôi của cái còn và cái chẳng còn. Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi. Thời gian đã cướp đi tuổi trẻ, hủy hoại sự sống đẹp đẽ và tình tứ này, bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Thời gian đem đến sự chia lìa, sớm vị chia phôi, than thầm tiễn biệt. Những tiếng chim rộn ràng với con gió sinh và chiếc lá viết cũng câm lặng tàn phai theo năm tháng. Cái thiên đường trên mặt đất của thi nhân đang tràn ngập hương sắc, bỗng ngừng bặt, khiến tâm hồn say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời của thi nhân phải nghẹn ngào thốt lên. Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa. Những ám ảnh thời gian ấy đã thôi thúc Xuân Diệu, khiến ông không thể chờ nắng hạ mới hoài xuân, mà vội vàng cuống quýt tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình, sống một cách cao độ mạnh mẽ mỗi phút giây của thanh xuân. Hãy mau đi thôi, trong lúc thời gian chưa ngả chiều hôm. Trong cảm hứng mới này, nhân vật trữ tình đã chuyển từ tôi sang ta, như muốn vượt bứt ra khỏi cái giới hạn chữ tôi chật chội, trở thành một cái ta khổng lồ sánh với trời đất. Chẳng qua đó cũng là một thái độ dứt khoát, nhưng cũng thật là tham lam cuống quýt muốn đoạt lấy sự sống trong mọi chiều kích. Ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, và non nước, và cây, và cỏ dại, cho choánh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Nếu ở đoạn đầu hai chữ này đây cứ trở đi trở lại đến 5 lần, thì ở những dòng thơ trên thì việc lặp lại từ muốn như tạo ra một sự tương ứng. Ta muốn đó là một sự sống mở, vụt lớn, kiêu hãnh, tự tin thấy mình có quyền được đòi hỏi, được khẳng định. Thái độ ấy, tâm trạng ấy chỉ có ở thơ mới và đặc biệt mạnh mẽ trong thơ Xuân Diệu.
trong khi ở chốn nước non lặng lẽ của những năm đầu thế kỷ 20 không thể có được và chưa tìm thấy. Những động từ được sử dụng với cả tần số lớn theo chiều hướng tăng tiến: ôm, giết, thâu, rồi lên tới đỉnh là hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Trạng thái tình cảm sôi nổi, khao khát, dồn dập thể hiện niềm khát khao giao cảm với đời của tác giả mỗi lúc một mạnh mẽ. Tình yêu cuộc đời, mong muốn được tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của Xuân Diệu cũng được tăng lên theo các từ choáng choáng, đã đầy và cuối cùng là no nê. Ta thấy cả nỗi cuống quýt, sáng suốt của tác giả. Dường như ở đây tác giả đang bám lấy sự sống từng giây một. Nhận xét của nhà thơ Thế Lữ ở trên thực ra đã cho chúng ta thấy rõ hơn tình yêu thiết tha của Xuân Diệu dành cho cuộc đời, một niềm yêu thương gắn bó cực kỳ mạnh mẽ. Từ đây chúng ta có thể cho học sinh liên hệ với cả lối sống của thanh niên hiện nay. Liệu chúng ta đã thực sự là sống hết mình chưa? Đã tận hưởng từng giây từng phút trong cuộc đời chưa? Và sống hết mình với cả sống gấp, sống vội có điểm gì khác nhau? Cuối cùng chúng ta đi đến phần kết bài. Xuân Diệu là hồn thơ yêu đời và tài hoa. Thi sĩ đã vẽ lên trong tâm tưởng người đọc một bức tranh thiên nhiên, nơi trần thế tuyệt đẹp. Đó chính là nguồn sống dạt dào mà nhà thơ đã truyền cho mỗi chúng ta. Đọc thơ Xuân Diệu giúp ta có cái nhìn mới mẻ về cuộc đời, cho ta niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Chính vì thế, bài thơ đã làm nên những giá trị lớn lao trong thơ Xuân Diệu. Trên là ví dụ về ba đề có liên quan tới việc lựa chọn con đường sống. Tôi hy vọng là các thầy giáo, cô giáo có thể dựa vào đây thiết kế những đề văn phù hợp cho học sinh để giúp học sinh vừa phân tích được tác phẩm lại vừa rèn được kỹ năng sống. Đồng thời thì các em học sinh có thể căn cứ vào những đề văn này luyện viết. Phần chuyên đề đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em.